sớm Châu Long, thuộc Châu Long thường. Giờ là Vĩnh Mỹ là thuộc gì? Phường Châu Phú à. Ủa thì là cái bảng quảng cáo của người ta. Chạy đi em coi hiệu tiệm. Cứ gặp hiệu tiệm là ok. Chịu hoài. Ở đây là khóm Châu Long, phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang. Quay phim làm kỷ niệm của Thank you.
Mai Văn Thập và Tứ Chinh đi viếng bái chùa Châu Long. Hôm nay là ngày rằm đầu năm 2019. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Bữa nay anh Tài anh đi làm từ thiện. Hôm nay là nước hột é. Anh nên hợp uống nước hột é không hợp? Nước hột é này chú ơi. Rất là ngon, là ngắt luôn. Uống nước hột é. Em uống đi. Nó không có ngọt. Uống đi. Uống đi vừa uống nè, ly nữa nè. Này anh anh Tài biết đó. Ờ, cụm ly nữa, cụm miếng ra. Cụm miếng, vô, vô. Cháu ngon dễ dễ. Hột é mà đúng không? Hột é mà mình vô nữa. Hột é mà đúng bia không à. Sao quay phim vậy? Quay phim làm kỷ niệm. Ừ, quay hai chị này ra. Lấy cạnh cảnh ra. Để coi có quay. Lấy cạnh cảnh ra. Chị tiếp hộp é. Ăn tiếp nha. Hộp này ăn chứ. Giờ có bánh canh gì em? Dạ. Ăn dễ ăn. Nó hợp ăn bánh canh thêm không? Nãy mới ăn chùa ở dưới kia. Bây giờ mình vô hố quay phim nè. Nãy giờ đi được hai chùa. Vô. Cái này bánh canh này, bánh canh bán mà tưởng bia mà. Vô.
vô. Đây mình cũng đến hơi trễ rồi. Thật ra là người đông lắm. Đang quay phim làm kỷ niệm của ngày gầm đầu năm 2019 ở chùa Châu Long. Kêu nó cười à, kêu nó cười. Kìa tóc quá trời luôn, đen hồi luôn.
Cười đi con, cười đi. Kêu nó cái nó cười. Em bé ơi, em bé. Chết chết. Cái này dài nó không có kìa. Bắt tay hết. Bé ơi, bé à. Bé đi chùa hả? Đầu năm đi chùa. Tóc thầy, tóc thầy ha, bị thầy bụ à. Quá trời tóc luôn. Năm tháng. Má mẹ anh. Bốn tháng. Tóc mướt luôn, đầu năm em bé đi chùa. Bé ơi, cười đi bé. À, bé Su Su ơi, kiều nó tành Su Su cái nó cười. Su Su cười đi. Su Su ơi, Su Su chụp hình nó đẹp quá Su Su à. Biết nhìn vô màn hình con. Giò mà kêu Su Su à. Ra ra nè, chú à mẹ nè. À, cười đi con, cười đi. Nó buồn ngủ rồi. Thank you.